kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Ngọc Lặc. Những nội dung chính sẽ phát trong chương trình này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng làm việc tại huyện Ngọc Lặc. Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban thường vụ huyện ủy khóa 23 kỳ họp tháng 5 năm 2017. Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí lãnh đạo huyện đi thăm tặng quà chúc mừng nhân ngày 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi. Cũng trong chương trình thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin đáng chú ý khác. Sau đây là nội dung chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 5 năm 2017, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra và làm việc với huyện Ngọc Lặc về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh quý 1 năm 2017 và đề án đề nghị công nhận thị trấn Ngọc Lặc và khu vực dự kiến mở rộng đạt đô thị loại 4. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở ngành có liên quan, văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Về phía huyện Ngọc Lặc có đồng chí Ngô Tiến Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện. Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện Ngọc Lặc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng cùng các đồng chí trong đoàn đã đi thăm mô hình chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại xã Lộc Thịnh và trồng cây lưu niệm thắp hương tại di tích lịch sử cấp tỉnh Thiền tự Trúc Lâm Bàn Bù. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc, tháng 5 năm 2017, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện tăng so với cùng kỳ năm 2016. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Công tác xây dựng nông thôn mới được huyện tập trung chỉ đạo, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất. Đến hết tháng 5 năm 2017, trên địa bàn huyện có 2 xã và 33 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân toàn huyện đạt 14,7 tiêu chí trên một xã và 10 tiêu chí trên một thôn. Sản xuất công nghiệp duy trì được mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất 5 tháng đầu năm ước đạt 236,7 tỷ đồng, bằng 60,1% kế hoạch năm 2017, trong đó công nghiệp chế biến chiếm tỷ lệ 96,5%. Thu ngân sách tại địa bàn 5 tháng đầu năm ước thực hiện là 46,848 tỷ đồng, bằng 85,6%. Công tác thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đã lập được 21 doanh nghiệp và thu hút 2 dự án đầu tư. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên. Trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, các môn văn hóa tăng cả về số lượng và chất lượng giải. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản bảo đảm. Trong thời gian vừa qua, huyện đã tập trung lãnh đạo xây dựng đề án đề nghị công nhận thị trấn Ngọc Lặc và khu vực dự kiến mở rộng đạt đô thị loại 4 và chỉ đạo tích cực đấu mối để dự án cải tạo cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo định hướng của tỉnh, huyện sẽ là trung tâm vùng miền núi phía Tây của tỉnh. Vì vậy, huyện cần quan tâm chỉ đạo đến quy hoạch chung hợp lý, thu hút phát triển ngành nghề công nghiệp cho phù hợp với điều kiện địa lý và tình hình xã hội. Ngọc Lặc quan tâm đến phát triển du lịch sinh thái, thành lập và duy trì sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn, mở rộng kết nối giao thông đối ngoại, tạo ra không gian phát triển. Huyện Ngọc Lặc cũng đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa các loại giống cây trồng vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên từng đơn vị diện tích, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại gia trại, bảo đảm tiến độ chất lượng xây dựng các công trình dự án chuyển tiếp năm 2016, chuẩn bị các điều kiện để khởi công công trình xây dựng cơ bản năm 2017, tập trung xây dựng đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây của tỉnh. Từ thực tế và để tạo điều kiện trong quá trình phát triển, huyện Ngọc Lặc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm đến việc hoàn trả các tuyến đường xuống cấp do thi công hệ thống kênh Bắc sông Chu Nam sông Mã và bàn giao những phần đất đã giải phóng mặt bằng nhưng không sử dụng cho huyện quản lý, giải quyết những khó khăn vướng mắc trên các lĩnh vực sản xuất, đời sống xã hội, tài chính ngân sách. Đề nghị tỉnh có chủ trương hỗ trợ kinh phí 11 huyện miền núi tham gia đầu tư xây dựng không gian văn hóa các dân tộc. Các đại biểu đã thảo luận gợi mở các hướng phát triển mới để huyện thu hút đầu tư, mở rộng các doanh nghiệp và liên kết thương mại, cung ứng cung cầu, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Sau ý kiến của các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng đánh giá cao nỗ lực của huyện Ngọc Lặc trong lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Ngọc Lặc là địa phương có nhiều tiềm năng, nhất là tiềm năng về đất đai để phát triển kinh tế xã hội so với các huyện miền núi khác của tỉnh.
Vì vậy, thời gian tới, huyện cần tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nhất là nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, bảo đảm bền vững, thực hiện có hiệu quả quy hoạch phát triển vùng sản xuất nguyên liệu, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp cá nhân đầu tư phát triển chăn nuôi trang trại. Phát triển công nghiệp sử dụng nhiều lao động và công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, quan tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Về lĩnh vực văn hóa, quan tâm đến đầu tư các thiết chế văn hóa và quy hoạch phát triển làng văn hóa, các dân tộc, từ đó đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ. Quan tâm đến công tác phát triển hạ tầng, xây dựng đường giao thông, kết nối tuyến đường từ thành phố Thanh Hóa đến thị trấn Ngọc Lặc. Yêu cầu các sở ban ngành nghiên cứu và xây dựng báo cáo trước 20 tháng 6 để có thể bổ sung vào quy hoạch. Phát triển hạ tầng khu công nghiệp và phụ khu công nghiệp, ưu tiên phát triển cụm công nghiệp, khu công nghiệp, có các chính sách thu hút đầu tư, quan tâm đến các đột phá, tư duy cách làm mới, phát động phong trào phát triển kinh tế, ưu tiên phát triển đào tạo và nguồn nhân lực, đào tạo nghề. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những kiến nghị đề xuất của Ngọc Lặc và đề nghị huyện phối hợp với các sở ban ngành có liên quan của tỉnh rà soát tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 30 tháng 5 năm 2017, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy khóa 23 kỳ họp tháng 5 năm 2017, thảo luận cho ý kiến vào phương án dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch Ngọc Lặc và đề án củng cố và phát triển hợp tác xã huyện Ngọc Lặc đến năm 2020 và nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Ngô Tiến Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có các đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường. Hội nghị đã nghe đơn vị tư vấn quy hoạch trình bày tóm tắt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch Ngọc Lặc. Các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 phân bổ trên địa bàn huyện Ngọc Lặc với diện tích đất tự nhiên là 49.098,78 ha, trong đó đất nông nghiệp 39.492,84 ha, đất trồng lúa là 4.709,79 ha, đất trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, đất phi nông nghiệp, đất công nghiệp, đất cụm công nghiệp, đất thương mại dịch vụ, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất tại nông thôn, đất ở tại đô thị. Thực trạng sử dụng trong tổng thể diện tích đất tự nhiên là 49.098,78 ha đã sử dụng như sau. Đất nông nghiệp là 39.796,90 ha, chiếm 81,5% diện tích tự nhiên, bao gồm các loại đất chính, đất trồng lúa chiếm 9,88%, đất lâm nghiệp chiếm 51,12%, trong đó có đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất nuôi trồng thủy sản, đất phi nông nghiệp chiếm 16,97%, gồm đất quốc phòng, an ninh, thương mại dịch vụ, cơ sở sản xuất phí nông nghiệp, đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, đất văn hóa, đất y tế, đất giáo dục và đào tạo, đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị. Đất chưa sử dụng 1,98%, gồm đất đồi núi, đất núi đá, không có rừng. Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và đề án củng cố và phát triển hợp tác xã huyện Ngọc Lặc đến năm 2020, tập trung những diện tích đất bố trí quy hoạch đô thị, đất rừng sản xuất và rừng phòng hộ, đất sản xuất nông nghiệp một cách hợp lý. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Ngô Tiến Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, đánh giá cao đơn vị tư vấn đã giúp Ban Thường vụ xây dựng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, đồng thời đề nghị Ban tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đáp ứng nhu cầu của nhân dân và các doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Để đạt được, Ban tư vấn đánh giá tình hình thực tế sử dụng đất và nhu cầu sử dụng đất hiện nay, đánh giá đúng diện tích đất lúa, đất rừng, đất an ninh, khu vực phòng thủ, đất danh lam thắng cảnh, đất đô thị, lập biểu đồ phân tích đất tăng hoặc giảm theo từng loại. Đối với đề án củng cố và phát triển hợp tác xã huyện Ngọc Lặc đến năm 2020, nhận thức rõ tầm quan trọng của hợp tác xã kiểu mới đối với việc thu hút nguồn vốn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, bổ sung vào đề án, đồng thời rà soát đánh giá đúng thực chất hoạt động của 13 hợp tác xã trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Từ đó nêu rõ định hướng mục tiêu phát triển hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn huyện đến năm 2020, với nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là những đối tượng chưa thành lập công ty tích cực tham gia vào hoạt động hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn huyện,
cần có sự quan tâm của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để hợp tác xã trên địa bàn toàn huyện được thành lập và hoạt động theo hướng đa ngành đa nghề, mở rộng các loại hình hợp tác xã dịch vụ như hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu, kỹ thuật thâm canh các loại giống cây con, vật tư nông nghiệp, giao thông vận tải, dịch vụ thương mại, bao tiêu sản phẩm và dịch vụ điện năng, mặt khác nêu cao vai trò tự chủ trong hoạt động và chịu trách nhiệm trước pháp luật của hợp tác xã. Chiều ngày 1 tháng 6 năm 2017, tại thị trấn Ngọc Lặc đã diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri thị trấn với đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự tại hội nghị tiếp xúc cử tri có các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, ông Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Lê Xuân Hoàn, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn, bà Phạm Thị Ngân, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện và 150 đại diện cử tri thị trấn Ngọc Lặc về dự hội nghị. Tại buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017, thông báo với cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, cử tri thị trấn Ngọc Lặc đã có nhiều ý kiến kiến nghị tập trung về các vấn đề như vấn đề xây dựng giao thông, ô nhiễm môi trường, thu gom và xử lý rác thải, những vi phạm trong xây dựng của các gia đình tại địa phương, an ninh trật tự, an toàn giao thông, việc bàn giao mặt bằng khu mặt bằng phố Lê Thánh Tông cho nhân dân, đường vào khu dân cư bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc còn nhiều khó khăn, các chất thải sinh hoạt của các nhà hàng trong bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc xả thẳng ra đường giao thông. Thay mặt các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, ông Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã ghi nhận tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời trao đổi giải đáp những vấn đề mà cử tri quan tâm. Những ý kiến kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Kính thưa quý vị và các bạn, nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đi thăm chúc Tết tặng quà và dự ngày Tết thiếu nhi tại một số địa phương trong toàn huyện. Sáng ngày 1 tháng 6 tại thôn Minh Châu 2, xã Minh Sơn đã tổ chức chương trình vui Tết thiếu nhi ngày 1 tháng 6 cho các em học sinh trong xã. Dự có đồng chí Ngọc Thị Bách, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban tổ chức huyện ủy cùng đông đảo phụ huynh, giáo viên học sinh của các nhà trường học ở địa phương. Tại buổi lễ, thầy và trò nhà trường đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa ngày Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6, giao lưu văn nghệ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngọc Thị Bách đã ghi nhận biểu dương những thành tích đã đạt được của các nhà trường trong thời gian qua. Đồng chí chúc các cháu học sinh chăm ngoan học giỏi, về nghỉ hè nghe lời bố mẹ, đề nghị các cấp chính quyền địa phương, giáo viên phụ huynh quan tâm hơn nữa tới thiếu nhi và phối hợp tổ chức các hoạt động hè vui chơi bổ ích cho các em. Đồng chí trưởng ban tổ chức huyện ủy Ngọc Thị Bách đã tặng quà cho các cháu, đồng thời tặng 5 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập tốt và vui Tết thiếu nhi cùng các cháu học sinh. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm 2017, đồng chí Phạm Công Cúc, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã về thăm tặng quà các cháu thiếu nhi tại xã Kiên Thọ. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể xã Kiên Thọ cùng các thầy giáo, cô giáo, các cháu thiếu nhi và phụ huynh, học sinh về dự. Nhân dịp này, xã Kiên Thọ đã tổ chức gặp mặt trao quà cho các cháu thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2016-2017, phát biểu chúc mừng và trao 5 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, vươn lên, có thành tích xuất sắc trong học tập. Đồng chí Phạm Công Cúc mong các cháu tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, học giỏi và giúp bạn cùng tiến bộ, đồng thời đề nghị xã cần quan tâm, tạo sân chơi và giải trí lành mạnh cho các cháu thiếu nhi, tạo cơ hội cho các em được phát huy năng lực sở trường trong việc tiếp cận và tham gia các hoạt động tập thể, đồng thời giúp cho các em có nhiều thời gian hơn dành cho hoạt động trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng sống, nhất là trong thời gian nghỉ hè, thu hút vào các hoạt động, không để xảy ra tình trạng trẻ chết đuối dưới nước. Cũng tại hai xã Thạch Lập và xã Đồng Thịnh, đồng chí Cao Viết Trường, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của hai xã còn nhiều khó khăn. Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc huyện trao cho các cháu thiếu niên nhi đồng mỗi xã có 5 học sinh nghèo vượt khó có thành tích trong học tập trong năm học 2016-2017 được nhận học bổng, mỗi suất 500.000 đồng. Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, xã Thạch Lập và Đồng Thịnh đều có quà tặng cho các cháu nhằm động viên cổ vũ thành tích học tập của các em trong năm học vừa qua, đồng thời căn dặn các cháu thiếu niên nhi đồng không ngừng phấn đấu vươn lên học tập và rèn luyện sức khỏe, đặc biệt là trong dịp nghỉ hè này tham gia các hoạt động do đoàn thanh niên tổ chức để có một mùa hè với nhiều niềm vui đến với các cháu.
Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 5 năm 2017, Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo được huyện ủy, Đảng bộ cơ quan, Ủy ban nhân dân huyện chọn thực hiện đại hội điểm. Về tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Ngọc Thị Bách, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Phan Thanh Lương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đồng chí Phạm Văn Thiết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Cao Viết Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí đại diện cho các ban xây dựng Đảng của huyện ủy, các đồng chí cấp ủy của các chi bộ đảng trực thuộc. Đại biểu chính thức tham dự đại hội có 13 đồng chí đảng viên của chi bộ. Sau khi nghe đoàn chủ tịch trình bày dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm tập thể của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2017, đại hội đã tập trung trí tuệ của tập thể thực hiện đúng tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2017. Chi bộ đã lãnh đạo phòng thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn như tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo và chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục. Chi bộ luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và triển khai các chỉ thị nghị quyết đến đảng viên. Kết quả đánh giá xếp loại hàng năm 100% đảng viên trong chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao, nhiều loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ nhiều năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh, chất lượng dạy và học cũng từng bước được nâng lên. Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2015-2017, chi bộ đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Đầu nhiệm kỳ năm học 2015-2016, chất lượng giáo dục huyện Ngọc Lặc đang đứng vị trí thứ tư trên 11 huyện miền núi. Cuối nhiệm kỳ 2015-2017, chất lượng giáo dục huyện Nhà đã đứng ở vị trí thứ hai trên 11 huyện miền núi, đạt vượt một bậc so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Kết quả các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đều có giải, 22 giải nhất, 18 giải nhì, 36 giải ba, 128 giải khuyến khích, đạt 3 giải quốc gia về nội dung vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn, đứng thứ nhất của 11 huyện miền núi ở kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay. Về công tác thực hiện các phong trào thi đua trong giáo dục và đào tạo, thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 29 NQTVĐUC của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, và thực hiện kết luận 23 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc về tăng cường quản lý nhà nước đối với giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt cuộc vận động và phong trào thi đua trong ngành giáo dục và vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Phong trào thi đua sẽ tốt học tốt, nâng cao chất lượng dạy và học và cuộc vận động dân chủ, kỷ cương, tình thương trách nhiệm, phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực gắn với phong trào đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo bước đột phá trong nhận thức và tư tưởng của tập thể cá nhân khi góp phần nâng cao chất lượng toàn diện cũng như xây dựng tổ chức chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Các hoạt động của đoàn thể như đoàn thanh niên, công đoàn hoạt động có hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Cao Viết Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban nhân dân huyện đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua, đã lãnh đạo cán bộ đảng viên viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nghiệp vụ chuyên môn, công tác chỉ đạo sâu sát và chất lượng, đồng thời nghiêm khắc nhìn nhận những tồn tại cần khắc phục và qua đó định hướng cho chi bộ trong thời gian tới về công tác tham mưu và chỉ đạo các trường tổ chức dạy và học phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đại hội đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Phạm Thị Ngân được đại hội tái cử Bí thư Chi bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nhiệm kỳ 2017-2020 là đơn vị được huyện ủy, đảng bộ cơ quan, Ủy ban nhân dân huyện chọn làm điểm chỉ đạo để rút kinh nghiệm cho các chi bộ cơ quan. Kính thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo thi về kiểm tra thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017-2018 đã tổ chức hội nghị về công tác chuẩn bị cho các kỳ thi. Chiều ngày 31 tháng 5, đồng chí Phạm Văn Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm học 2017, chủ trì buổi họp triển khai kế hoạch chỉ đạo hoạt động chuẩn bị phục vụ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 trên địa bàn. Sự có các thành viên trong Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường trung cấp nghề miền núi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn có địa điểm thi.
Hội nghị đã nghe lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thông qua báo cáo tổng kết các kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016-2017, triển khai công tác thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 và tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2017-2018. Số lượng thí sinh năm nay đăng ký dự thi trên toàn huyện là 1.124 người, thi tại 2 điểm thi, 48 phòng thi. Kỳ thi diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 6. Thí sinh phải thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Đối với các trường trung học phổ thông, trung cấp nghề miền núi, trung tâm giáo dục thường xuyên cần làm tốt công tác chuẩn bị, kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh khối lớp 12 tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Tuyên truyền động viên học sinh có tư tưởng thoải mái, không gây áp lực để học sinh bước vào kỳ thi tự tin thoải mái hơn. Các ý kiến thảo luận đều thống nhất cao với các phương án, kế hoạch tổ chức kỳ thi. Các trường Trung học Phổ thông Lê Lai, Trung học Phổ thông Ngọc Lặc, các đơn vị như Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Điện lực, Y tế, xã Kiên Thọ, thị trấn Ngọc Lặc sẽ chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết như đảm bảo trật tự an ninh, an toàn giao thông, điện sinh hoạt, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc y tế, nơi ăn ở sinh hoạt để kỳ thi được diễn ra an toàn thuận lợi, đúng quy chế và đạt hiệu quả cao nhất. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 huyện, nhấn mạnh kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 có nhiều điểm mới, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực xong trước ngày 18 tháng 6. Các cơ quan, ban ngành, đơn vị, các địa phương cùng phối hợp chặt chẽ thực hiện chuẩn bị các phương án, đảm bảo tốt nhất về an ninh trật tự, an toàn giao thông, hệ thống điện, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc y tế, nơi ăn, ở, sinh hoạt cho các thí sinh và phụ huynh học sinh, để kỳ thi được diễn ra an toàn, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 5 năm 2017, Hội khuyến học xã Nguyệt Ấn đã tổ chức hội thi cán bộ hội viên làm khuyến học giỏi. Tham gia hội thi có 87 thí sinh đến từ 23 đội trên toàn xã. Các thí sinh trải qua 3 phần thi, chào hỏi, trả lời câu hỏi bắt buộc và ứng xử, năng khiếu. Ở phần thi năng khiếu, các đội thể hiện khả năng ngâm thơ, hát, tiểu phẩm về công tác khuyến học, khuyến tài. Hội thi cán bộ hội viên làm khuyến học giỏi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ hội viên về các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hội khuyến học. Trong đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời ở gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, hội thi là cơ hội để các hội viên khuyến học giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác khuyến học khuyến tài, phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của phong trào khuyến học khuyến tài trong thời gian tới. Tối ngày 1 tháng 6, chi đoàn cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức chương trình vui Tết thiếu nhi 1 tháng 6 cho các cháu thiếu niên nhi đồng, cho con em cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Tham dự có đồng chí Cao Viết Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan. Tại đây, một lần nữa các cháu thiếu niên nhi đồng đã được nghe thêm về lịch sử, ý nghĩa, hoàn cảnh ra đời của Ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 trên thế giới và ở nước ta. Được nghe những tình cảm và lời dạy của Bác Hồ dành cho các cháu thiếu niên nhi đồng, chương trình vui Tết thiếu nhi gồm các tiết mục văn nghệ, múa hát do các cháu tự diễn đã mang lại không khí vui tươi nhộn nhịp, mang sắc thái âm hưởng của tuổi thiếu nhi vô tư trong sáng. Nhân dịp này, chi đoàn cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã tặng quà cho các cháu. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm khuyến khích các cháu thiếu niên nhi đồng chăm ngoan học giỏi, đón mùa hè vui tươi và đầy bổ ích. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Ngọc Lặc đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.